chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình quay một cái video cho tất cả các bạn xem vài cây mía mình trồng ở sau hè của nhà mình ở tại thành phố Melbourne ở bên nước Úc này. Thì cái giống này là cái giống mía từ Việt Nam qua đây, đem qua đây trồng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu ông nội cho mình vài lời về cái mía này. Nghe mấy người bạn người Việt Nam nói mía này là giống thì từ Việt Nam đem qua, mà cái tên của nó là mía thơm dịu đó. Thì chúng tôi biết là mía đó thì thường thường nó mọc, nó sống ở vùng nhiệt đới, ôn đới đó. Thế còn ở Melbourne này thì là vùng hàn đới, thành ra chúng tôi mới thử xem là nó có mọc được hay là không. Đó, thành ra người ta tặng chúng tôi một ít, thì chúng tôi đem về chúng tôi cắt nó ra để chúng tôi thử. Thì có hai lối, một nhóm là chúng tôi để nguyên cái cây, cái khúc mía dài, chúng tôi cầm nó xuống đó thì nó cũng mọc lên đó. Còn cái một đợt khác thì chúng tôi cắt cái phần nó, cái mắt nó thôi, trồng bằng cái mắt của nó không thôi đó, thì cũng thấy nó lên. Cái này là trồng bằng cách nào? Cái thứ này là cái nguyên có cái gốc, cái cây của nó dài như thế này đây. Đó. Cắm vào đất. Cắm xuống đất. Đó thì thấy nó cũng lên. Đó thì nó lên, nhưng mà cái kết quả của nó sau này á là từ đây nó sẽ cho cái khúc mía ngọt để ăn hay là không thì chưa có câu trả lời. Bây giờ thì thấy cái gốc của nó lên á thì cũng khá tốt. Đó, nhưng mà hình như là cái lóng mía của nó không được dài như lóng ở bên vùng nhiệt đới. Còn cây bên hông này là trồng bằng cách nào? Cũng thế luôn đó, cây này cũng vậy luôn đó. Cây này đó nó cũng có những cái khúc dài như thế và ở dưới nó cũng mọc lên đó. Thì các quý vị thấy là hai chậu này là hai cái cây mía mình trồng bằng cách là cứ cắm cái cây mía vào đất, vào cái chậu này thì nó lên như vậy đó. Cái ngọn mía giờ mình đứng mình zoom ra cho các bạn thấy nó bao cao đó. Thì khoảng chừng một mét rưỡi từ chậu lên tới bề cao là khoảng chừng mét rưỡi mình đó như vậy đó. Đó thì các vị thấy là một cái lóng mía thì cũng không có dài như bên Việt Nam. Để khoảng chừng là 5 phân. Mà cái mình ăn được cái phần đó được chưa? Ăn được chưa hay là còn non quá hay là sao? Nếu mà mình cắt cái này mình ăn thì cũng được, thế nhưng mà ăn thì nó chỉ có vài lóng như thế thì quá ít ỏi. Mình hy vọng là cái này nó sẽ lên cao nữa. Giống như ở mà dùng ôn đới thì nó sẽ lên, có khi lên tới cả thước đó. Nhưng mà ở đây thì cái thời tiết nó khắc nghiệt, thành ra nó eo ẹt lắm, mình nhìn thấy nó không có lên được dài đó. Thế còn cái lối mà trồng mà hai cây này là săn sóc bằng cách nào, có săn sóc gì đặc biệt không? Cũng chỉ cắm xuống đất thế thôi, không có xài phân gì đặc biệt không hết. Không có phân gì đặc biệt, tất cả đều là đất tự nhiên thôi. Rồi vô trong cái chậu. Mấy cây này là khoảng chừng bao lâu rồi? Khoảng chừng 3-4 tháng. Đại khái là từ ngày cắm vào đất tới bây giờ là khoảng chừng 3-4 tháng. Khoảng chừng 3-4 tháng. Thì có cái vị thấy là 3-4 tháng đó mà lên khoảng chừng thước mấy, thước rưỡi, thước sáu.